chào các bạn quay trở lại với kênh của Thế Giới Máy. Tiếp theo các dòng sản phẩm về bình xịt điện phun thuốc trừ sâu diệt côn trùng. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn bình xịt điện Z Mitsubishi. Bây giờ chúng ta hãy khui thùng bên trong có những phụ kiện gì nha. Sau khi khui thùng thì ta sẽ có bên trong là cần xịt nửa dài. Đây là thân máy và dây xịt. Dây xịt được nối trực tiếp vào trong thân máy. Bên trong là có lọc rác. Adapter để sạc bình acquy. Một cặp dây đeo lưng. Một bộ vest xịt. Tay cầm van bi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp ráp và sử dụng sản phẩm này. Chúng ta sẽ nối dây xịt vào trong tay cầm van bi. Tiếp đến sẽ lắp cần xịt vào trong tay cầm. Có thể điều chỉnh độ dài ngắn tùy theo mục đích sử dụng. Trong các bộ vest xịt thì tùy theo mục đích sử dụng của chúng ta mà có thể sử dụng được các vòi xịt khác nhau. Chúng ta sẽ lắp vào đầu của cần xịt. Siết chặt lại để tránh bị rò rỉ nước. Khi đến thì ta sẽ lắp dây đeo lưng vào trong thân máy. Đầu tiên thì ta sẽ lắp dây ở phía trên trước. Thân bình tương tự ta làm với dây tiếp theo. Bây giờ tôi sẽ đeo lên cho các bạn xem. Như vậy là tôi đã giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn cách lắp ráp sử dụng bình xịt điện Z Mitsubishi. Đối với dòng Z Mitsubishi này thì các bạn có hai sự lựa chọn, đó là dòng 12V 8Ah và dòng 12V 12Ah. Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy đặt hàng với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Tàu Hòa, quận Tân Phú để xem sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bà con đừng quên nhấn nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và đồng thời nhấn nút chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới
Mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải một video mới hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.